Cái quan trọng không phải là bạn đã đi đâu, làm những gì. Quan trọng là bạn đã dám làm điều mà bạn chưa từng nghĩ đến. Có những lúc tưởng chừng như sẽ từ bỏ. Chuyến đi lần này của chúng tôi chỉ kéo dài 5 ngày ngắn ngủi, là 5 ngày vui chơi cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau. Những món ăn độc đáo, những ngày đi rã rời đôi chân nhưng nụ cười không bao giờ tắt. Chúng tôi đã gặp nhau, quen nhau và đi cùng nhau theo cách rất riêng. Đáp đến sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan, ấn tượng đầu tiên là sân bay quá rộng lớn. Mọi người phải nối đuôi nhau đi nếu không muốn bị lạc. Thật sự lúc đó mà nói, nếu lạc nhau không biết sẽ như thế nào. Wi-Fi chưa có, SIM cũng chưa mua, xung quanh thì một rừng người xa lạ. Trong đoàn ai cũng đói rã rời, thế là chúng tôi vội tìm 7-Eleven để giải quyết gấp những cái bao tử đang kêu réo cực mạnh. Sau khi no bụng, mọi người lên xe và tranh thủ ngã lưng một chút trên chặng đường 45 phút về khách sạn. Chiều hôm đó, sau khi về đến khách sạn, mọi người đã có buổi tập luyện để chuẩn bị cho trận thi đấu ngày mai. Mặc dù ai cũng đã thấm mệt sau một ngày dài di chuyển, nhưng áp lực cho cuộc thi sắp tới còn lớn hơn rất nhiều. Tối đến là thời khắc tự do của cả đoàn. Chúng tôi đã bắt tàu điện đi Siam Paragon. Những tưởng sẽ được ngắm đường phố Bangkok về đêm từ trên cao, nhưng ai ngờ tàu điện ở Thái luôn đông đúc như thế này. Trong cuộc sống, những sự việc đối lập nhau luôn tồn tại song song. Như chuyến đi này cũng vậy. Bên cạnh những lúc cười cùng nhau là những lúc bế tắc thật sự. Tìm muối ăn giữa hàng Colgate, bị lạc đồng bọn vì đi mãi không xác định được phương hướng, hay ngồi đại bên đường vì đã quá mỏi mệt. Thích nhất cái cảm giác được đi dạo một thành phố bất kỳ nào đó về đêm, nhìn dòng người thong thả bước đi, nhìn cách mà người dân buôn bán và tận hưởng cái không khí mát mẻ. Vào 2 ngày thi đấu, mọi người phải dậy từ rất sớm, đi sang điểm hẹn tập trung để đón xe. Thank you.
Trường đại học Sual Sunantha là địa điểm tổ chức cuộc thi Kendo. Các tuyển thủ đến từ hơn 10 nước Đông Nam Á và châu Á sẽ cùng nhau thi Kyu và Dan để lên đẳng. Đặc biệt, ngày thi thứ hai sẽ diễn ra giải đấu Kendo Naken Cup lần thứ 17, quy tụ nhiều cao thủ đến từ Nhật và Hàn. Thế là đã kết thúc 2 ngày thi đấu. Trong lòng mọi người cảm xúc vẫn đong đầy như những ngày còn ở Việt Nam. Mọi người lên xe ra về nhưng vẫn bàn luận sôi nổi về ngày thi hôm ấy. Những bài học rút ra, những dự định cho tương lai. Một trải nghiệm tuy khó khăn nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quên được. Hôm nay là ngày mà đoàn chúng tôi tự thưởng cho mình một ngày đi chơi trọn vẹn đúng nghĩa. Hai địa điểm chính mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ đi là chùa Wat Arun và trung tâm thương mại Icon Siam. Chiều tối sẽ là tiết mục mua sắm cá nhân và massage chân, tùy mỗi người mà sẽ chọn một tiết mục cho riêng mình. Sau khi dùng bữa sáng, chúng tôi đi tàu điện ra bến thuyền, rồi đón thuyền đi tiếp đến điểm tham quan đầu tiên, chùa Wat Arun.
Chùa Wat Arun hay còn gọi là chùa Bình Minh nằm trên bờ tây sông Chao Phraya. Đây là một trong những ngôi chùa cổ kính nhất và linh thiêng nhất ở Bangkok. Mặc dù được biết đến với tên gọi chùa Bình Minh, nhưng nó lại tuyệt đẹp vào lúc hoàng hôn, đặc biệt khi được thắp sáng vào ban đêm. Với vẻ đẹp kiến trúc cùng với sự khéo léo của các nghệ nhân, thì không đáng ngạc nhiên rằng chùa Wat Arun được nhiều người đánh giá là một trong những ngôi chùa đẹp nhất ở Thái Lan. Đỉnh của ngọn tháp cao trên 70 mét, nó được trang trí đẹp mắt bằng các mảnh thủy tinh nhỏ li ti cùng với đồ sứ Trung Quốc được sắp đặt một cách rất tinh vi. Đây là một chỗ mà tất cả mọi người đều thích là bán souvenir. Điểm đến tiếp theo của đoàn là Icon Siam. Đây được mệnh danh là mẹ của tất cả các mo, ý muốn nhấn mạnh đến sự đồ sộ và vĩ đại của nơi đây. Không chỉ là trung tâm mua sắm, Icon Siam còn quy tụ nhiều cái đầu tiên và nhất ở Thái Lan, một địa điểm không thể bỏ qua khi đến Bangkok. Được mở cửa cho khách vào tham quan mua sắm từ ngày 10 tháng 11 năm 2018, tọa lạc ngay vị trí đắc địa cạnh bờ sông Chao Phraya và có đến hơn 500 cửa hàng từ những thương hiệu sang chảnh đến bình dân. Icon Siam cũng là trung tâm thương mại đầu tiên có cửa hàng Apple chính thức tại Thái Lan. Hôm nay là ngày cuối cùng của chúng tôi tại Thái Lan. Mọi người dường như chưa ai muốn về. Ai cũng còn vấn vương muốn ở lại đây thêm chút nữa. Đi ngang khu vực bán hàng lưu niệm tại sân bay, chúng tôi đã dừng chân mua vài món quà về tặng người thân và bạn bè. Sau đó di chuyển nhanh ra bên ngoài chuẩn bị lên máy bay, kết thúc chuyến hành trình 5 ngày 4 đêm tại Thái Lan.